Bây giờ chúng ta sẽ học sang cái chuyên đề hạt nhân nguyên tử là cái chuyên đề cuối cùng thuộc cái chương trình luyện thi của chúng ta. Thì đầu tiên thầy nhắc lại về cấu tạo hạt nhân. Thì các em biết rồi, hạt nhân là nó một cái hạt rất nhỏ, nó tích điện dương nó nằm ở tâm của nguyên tử. Nhưng nếu khi nghiên cứu sâu vào thì chúng ta biết hạt nhân nó nó mặc dù kích thước rất nhỏ, nó cỡ khoảng độ 10 mũ trừ 15 mét nhưng mà nó gồm hai cái loại hạt là proton và neutron đúng không? Proton là mang điện tích là dương nhưng mà neutron thì không mang điện và hai cái loại hạt này nó có tên gọi chung là nucleon, đúng yeah, chưa? Khối lượng sắp xỉ nhau. Thì khi ký hiệu một cái nguyên tố, người ta thường ký hiệu là X là tên nguyên tố. A là số khối, nó chính là tổng số nucleon trong hạt nhân và Z là số hiệu nguyên tử, nó chính là số proton. đây, đây là cái ký hiệu chuẩn rồi, đúng không? Thế thì Z proton, như vậy số neutron nó sẽ là bằng A trừ Z. Ta có là N bằng A trừ Z, nhưng mà có thể ta ghi A trừ Z không thôi. Thì tổng nucleon nó sẽ chính là A ở đây. Đấy. Ví dụ, heli là có 4 nuclon trong đấy có 2 proton. Sắt là 56 nuclon trong đấy có 26 proton và 30 neutron. Hay là poloni ở đây là 210 nuclon trong đấy có 84 proton. Uran 235 đây thì có 235 nuclon trong đấy có 92 proton. Đấy, còn neutron thì trừ đi thôi. Thì hạt nhân này thì nó cực kỳ bền vững, nó rất là khó phá hủy. Và khi nghiên cứu sâu vào thì mới biết là sở dĩ nó bền vững như vậy là nhờ nó có một cái lực liên kết đặc biệt, đó là lực hạt nhân. Thì lực hạt nhân nó còn gọi là lực tương tác mạnh và nó có cái tính chất thứ nhất nó là một cái lực hút cực mạnh giữa các nucleon. Nhớ chưa nào? Lực hút cực mạnh giữa các nucleon. Nhưng mà cái lực này nó có đặc điểm là nó chỉ tác dụng trong cỡ kích thước hạt nhân thôi, tức là cỡ 10 mũ trừ 15 mét thôi. Chứ chỉ cần rời ra khỏi kích thước đó thì nó biến mất. Tức là nó tác dụng trong cái phạm vi rất là hẹp. Đấy. Nó giống như lực dính ấy lực dính ướt ấy. hay là cái lực dính của cái băng dính dính sát và nó dính nhấc ra một tí thì nó bằng không đặc điểm của lực hạt nhân là như vậy ở trong hạt nhân đó, khi nghiên cứu thì người ta thấy một cái hiện tượng khá là thú vị đó là hiện tượng đồng vị thì thầy ví dụ như là cái nguyên tố hydro này thì người ta thấy là cái nguyên tố hydro này nó có tận ba cái loại nguyên tử khác nhau loại thứ nhất là có một proton gọi là hydro loại thứ hai là nó có một proton nhưng nó lại có một neutron nữa thì tên riêng của nó là deuteri và một loại nữa là có một proton nhưng mà nó có tận là hai nơtron trên tổng là có ba nuclôn là triti thì ba cái loại nguyên tử khác nhau này thì nó đều là thuộc nguyên tố hydro nhưng khối lượng nó khác nhau chúng ta gọi đây là ba đồng vị vậy đồng vị là các nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau số nơtron nhớ chưa hay là carbon em có thể thấy là có carbon 12 6 13 6 14 6 rồi oxy chẳng hạn thì có thể có là oxy 16 8 oxy 17 8 oxy 18 8 đấy rồi ví dụ như là natri ở đây thì chúng ta có natri 23 11 hay natri 24 11 và uran 92 chúng ta sẽ có uran 234 92, uran 235 92, uran 239 92 vân vân. Có rất nhiều nhé Và tổng số đồng vị mà ứng với các nguyên tố trong bảng tuần hoàn thì nó có tận khoảng độ 3000 đồng vị cơ. Trên dưới một chút. Bây giờ chúng ta sẽ nói về khối lượng hạt nhân thì các em biết hạt nhân rất nhỏ và nếu chúng ta dùng cái đơn vị kg thì cũng được thôi, nhưng mà chúng ta sẽ thấy cái đơn vị nó quá lớn nên trong cái vật lý hạt nhân người ta dùng một cái loại đơn vị khác. Thì cái đơn vị ở đây là U thì các em biết là một U thì bằng 1/12 khối lượng của nguyên tử đồng vị carbon 126. Và khi tính ra kg thì nó khoảng độ 1,66055 x 10^-27 kg. Được chưa nào? Thế thì đây là nguyên tử carbon 126 nhé. Thì proton khi tính ra thì người ta thấy là như này. Điện tích của nó là dương e là bằng dương 1,6 x 10^-19 lông nhưng khối lượng của proton thì khoảng độ 1,007276 U. Đấy. Cấp tính này phải cực kỳ khó đúng không? Neutron thì uh, điện tích bằng không mà khối lượng của nó thì lớn hơn khối lượng của proton một chút nó gọi là 1,008665U Rồi các hạt khác như là hạt electron thì, hạt thì rất nhẹ đúng không Nhưng mà khi mà tính ra khối lượng thì nó khoảng độ 0,000549U Còn kg thì các em biết nó bằng 9,1 x 10 31 kg đúng không Và những cái hạt nhân khác kiểu như hạt alpha Hạt alpha tức là hạt nhân của heli 42 Thì người ta tính được cái khối lượng của nó là 4,001500U Đấy, và mỗi một cái hạt nhân nó có một cái khối lượng khác nhau Đấy tính theo đơn vị U Nhưng nếu đổi ra kg thì các em dùng cái cái này Bây giờ đến cái khái niệm là năng lượng nghỉ Là một cái khái niệm mà khá là quan trọng Thì cái khái niệm do Einstein đề xuất năm 1905 Thì cho một cái hệ thức là E bằng MC bình phương Là cái mối liên hệ giữa năng lượng và khối lượng M là khối lượng của cái vật khi mà nó đứng yên và C là tốc độ ánh sáng trong chân không là bằng 3 x 10 mũ 8 cho nên là MC bình phương là lượng năng lượng được tích lũy trong cái khối lượng M đó thì Cái công thức này rất quan trọng bởi vì nó cho chúng ta biết là là trước kia thì là mỗi một vật thì khác nhau là khối lượng, hình thù vân vân đủ kiểu Nhưng bây giờ chúng ta biết là gì? Thực ra là khối lượng nó là năng lượng Và tất cả các hình thức tồn tại của sự vật ấy thì nó chỉ là dạng thù hình khác nhau của năng lượng mà thôi Cho nên từ đây có thể quy được khối lượng ra năng lượng đấy thì với C bằng 30 mũ 8 m trên dây thì người ta tính được là nếu cái khối lượng bằng 1 microgram Tức là bằng một phần triệu gam đấy một phần triệu gram hay là một phần tỷ của kg thì nó sẽ tương ứng với cái năng lượng là 25 kWh điện tức là 25 số điện tức là một cái lượng khối lượng cực nhỏ thì cũng có thể chứa một lượng năng lượng rất lớn Đấy. ví dụ một gia đình mà dùng 250 kilowatt giờ một tháng thì một cái móng tay rất nhỏ là 0,05 gram thôi thì cũng đủ để cho gia đình nó dùng trong 416 năm Thầy lấy một cái quy đổi để cho các em dễ nhớ thôi Thế thì từ công thức này chúng ta rút ra được là M bằng E trên C bình phương như vậy đơn vị của m thì có thể tính bằng là kg hoặc là gam hoặc là u Nhưng mà e này là năng lượng và c bình phương là hằng số Chính đôi khi người ta dùng cái đơn vị năng lượng mà chia cho c bình phương để làm đơn vị khối lượng Và đó là cái đơn vị phái sinh Cho nên là trong thực tế các em có thể gặp cái đơn vị khối lượng là joule lên c bình phương electron lên C bình phương hoặc là mega electron volt trên c bình phương. Và khi quy đổi sang kg đây thì 1 mega electron trên c bình phương bằng 1,7778 nhân 10 mũ trừ 30 kg. Và khi chúng ta quy đổi ngược trở lại thì chúng ta sẽ có một U nó ứng với 931,5 mega electron volt trên bình phương. Con số này là thầy cho có thể là dịch chuyển một chút nhé có thể có đề người ta sẽ cho 931 chứ không có phải 5 đâu, tùy vào số liệu cụ thể mà làm. Thế bây giờ này, nếu như tính như vậy thì cái proton này nó sẽ có khối lượng là 938 mega electron volt trên bình phương. Neutron có khối lượng là 939 mega electron volt trên bình phương và electron có khối lượng là 0,51 mega electron volt trên bình phương thì chúng ta có thể quy đổi qua lại đúng không? Đấy 1 mega electron mol trên C bình phương bằng 1,7778 nhân 10 -30 kg. Nhưng mà 1 U thì bằng 931,5 mega electron mol trên C bình phương, có thể quy đổi rất là dễ dàng.